cái nhân của cái bánh mì này thì là mình làm cái cream cheese đấy, kem phô mai đấy, rất là ngon, băm cùng với cả xúc xích cho nó vụn vụn. Đây là một cái xúc xích thôi, băm nhỏ ra đấy, còn cái phần xúc xích này thì tí nữa mình rải lên trên đó. Bây giờ mình sẽ cuộn cái bánh lại đấy, mình túm hết tất cả các đầu lại. Cái bột thì mình cho thêm cái lá oregano vào, thế nên là tí nữa nướng nó sẽ rất là thơm. Đây là cái bánh cuối cùng đây. Đấy. Nhìn cái bột bánh đã thấy thơm rồi, ngửi cái bột bánh đã thấy thơm rồi ấy. Tí nữa nướng thêm vào nữa thì rất là tuyệt luôn. Mình thấy mình phân bổ cái nhân này chưa được đều nên là có hơi thừa một tí, nhưng mà cũng không thể cố nhét được vì nhét nó không thể vào được nổi cái bánh này. Thế là lại thêm một em bánh mì nữa được xuất lò. Em này là em bánh mì Nhật nhân xúc xích và nhân phô mai đó. Em này làm rất là cầu kỳ nhá. Ở trong em ý là sẽ là có cái loại nhân là băm xúc xích nhỏ ra, thế xong rồi trộn với cả cream cheese. Bánh này có cả lá oregano, thế nên là rất là ngon. Đấy. Bây giờ chuẩn bị thịt em ra nhá. Đấy, nhìn cái lá oregano ở đây này. Đấy, nó vẫn còn trên này. Xúc xích này, xong rồi đây là cái cream cheese này, đấy vẫn còn ướt ở chỗ này cơ mà. Đó, ngon chưa? Ngon bất bại luôn ấy nhỉ. Ruột rất là mềm, ruột bánh rất là mềm đó. Ruột mềm chưa? Đó. Đấy. Rất là mềm. Đây nhá, đây không phải là bánh bị ướt, bột ướt nhá, mà đây là cái cream cheese đấy, nó chảy ra ấy, ngon lắm. Có cái lá thơm ơi là thơm, cái mùi lá oregano thơm cực kỳ luôn. Thơm ngon.